các bạn hãy xem kèo rất nặng ký của các cầu thủ các bạn. 1.2 đầu dò. Cao thủ bên kia cũng là dòng họ của Zidane và cầu thủ bên này cũng là tí heo dòng họ của Zidane. Và Út ỉa. Trời ơi, Út ỉa hơn ghê gớm mà trời. Quá hay. Trời ơi. Quá ghê gớm cho pha bóng đầu của tí heo. Thật sự đầu của anh ấy giống như Zidane cho nên đội cho anh không biết đi đâu. Trời bậy bạ các bạn. Quá ghê ông nội ơi. Không tám. Trời ơi trời. Đây là sân hẻm 368 Tân Hương các bạn. Số 2 thì đổi từ tự của quận Tân Phú nha. Tối ngày sang đêm toàn những hạng kèo nặng không. Đó. Cứ phát qua lưới là ăn. Dữ dằn thiệt, kèo này hạng nặng quá nặng mà. Từ sáng tới chiều tụ tập như thế này các bạn. Và sân banh này các bạn còn nhớ ông Bùi Tiến Dũng khanh shipper, Bùi Tiến Dũng thủ môn được kia là lúc trước là Đại Lâm quay lại sân này nha các bạn. Hiện tại sân này có 4 sân rất mát từ sáng tới chiều các bạn ơi. Các bạn nào có thích đam mê kèo chế kèo gì lung tung hay đến đây giao lưu nha. Đấy. Cao thủ phát banh qua sân lạng khỏi nói nhiều. Hẻm 368 đường Tân Hương, số 2 thì đổ thừa tự quận Tân Phú Hồ Chí Minh đi các bạn. Quá ghê. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Kèo này hạng nặng rất nặng nha các bạn. Quá nặng à. Các bạn xem các cầu thủ vô lâm. Kèo này toàn là cầu thủ. Ở này hai bên chơi bằng chân không nghe các bạn. Các bạn thấy các cầu thủ đánh đầu dò lâu lâu mới rớt trái bóng. Còn các cầu thủ này đánh một cái là rớt một cái các bạn. Quá ghê. Một chấp hai. Hai bên đánh bằng dò không bạn. Các bạn hãy xem mà bình luận đủ thứ chương trình cho xem cái nào. Đấy. Quá ghê. Nói chung là cháu anh qua sân thì cháu anh chưa biết đi thế nào, hướng nào. Bên đây là với sự có mặt của Út ỉa và tí heo. Trời ơi. Còn bên kia là em ruột của Zidane. Muốn không? Đây cái giò thế nào. Trời ơi. Các bạn xem kèo hạng nặng với quen. Bây giờ các bạn xem kèo hạng nhẹ cái thế nào các bạn. Sân sáng mà. Sân đẹp mà. Khi nào tỷ số cuối cùng mới biết kết quả ra sao nha các bạn. Chứ kèo này thấy bên nào phát qua cũng dễ ăn quá các bạn ơi. Kèo giò kìa. Đó. Đây là chương trình hát với nhau ở những cặp giò bá đạo. Trời ơi ra ngoài luôn xong phim rồi. Cơ hội cho cầu thủ bên một. Cơ hội cho bên một các bạn ơi. 1-6. Trời ơi.
26. Trời ơi. Đây là các cầu thủ bá đạo nhất trên các sân bóng chuyền cả nước các bạn. Trời ơi. Trời ơi con. Rồi rồi. Cơ hội cầm sạc mà đi sạc ra ngoài. Ông nói chuyện tôi có một người sạc ngoài bên kia. Xin giới thiệu lại cho các bạn, bên đây trước mặt màn hình Đại Lâm là Út Ẻ và Tí Heo. Còn bên kia là cầu thủ đến từ nước châu Á nào, giống Di Đàn quá. Bay qua đây Lâm. Mới sao đều cái gì không? Sao đều? Sao đều rồi. Bây giờ đội Tí Heo và Út Ẻ đang đổi chiến thuật. Dũng Lai là đang là huấn luyện viên của đội bên hai các bạn. Dũng Lai đang huấn luyện viên của bạn ghê gớm á. Cái này giống như đánh bi-a nghe các bạn. Một cơ hai cơ là xong. Đổi sân. Đánh 14 tới các bạn. 7 sao đổi sân. Bạn tên gì á? Thua quê hương của Zidane hả? Xin lỗi các bạn, đây là thua quê hương Thanh Hóa mà dòng họ của Zidane. Quá hay cho team up. Quá hay. Bảy đều. Bảy đều, cơ hội. Cơ hội. Quá hay. Ngoài. Đây là những kèo bá đạo nhất các bạn. Cặp giò. Quá hay ngoài. Chín bảy. Không phải. Quá kèo quá hạng nặng các bạn. Quá ghê. Bên một là thua đến từ Thanh Hóa, dòng họ của Zidane. Còn bên kia là Tí Heo cũng dòng họ của Zidane và Út Ẻ. 1-2 các bạn. 1-7. Trời ơi. 12-7. Quá hay rồi. Cơ hội cho thua đến từ Thanh Hóa. Cố lên thua ơi. Tại là thua đến từ Thanh Hóa. 8-2. Chín hai. Chết mập rồi. Quá hay. 12. Cơ hội đang tràn đầy khí thế cho bên bọc. Cầu thủ thua đến từ Thanh Hóa. Mười hai. Mười hai, đúng rồi. Hai đều. Quá hấp dẫn các bạn ơi. 14 tới đây các bạn. Chưa biết tình hình như thế nào, nhưng mà bên một lợi thế các bạn ơi. 12 đều. Quá hay cho team up. Quá hay. Quá hay. Quá hay.
một ba bông hai bên quá kịch tính các bạn ơi. 13-12 đây là quả cuối cùng. Xin chúc mừng thua đến từ Thanh Hoa ở Thang Cập Úc ẻ và Tí Heo. Kết quả tí sau 14-12 quá hấp dẫn cho các cặp chân ba đạo. Các bạn thấy sàn này bung nước kìa các bạn. Thôi được rồi. Đây là cao thủ Tí Heo các bạn. Đến từ quê hương Bắc Hồ. Đây là bạn đứng đâu mà đây. Đó thì Tí Heo nha. Đến từ quê hương Bắc Hồ quá ghê. Đúng rồi, nó thiệt. Cặp bài chồng của Tí Heo và Út Ẻ ối cơm. Ờ, trả tiền cho tí em nữa, trả tiền.